Vâng, nhân dịp năm mới nói chuyện trâu thì chuyên mục Độc và Lạ ngày hôm nay cũng muốn chia sẻ một câu chuyện thú vị về một con bò, loài vật có nhiều điểm tương đồng với loài trâu. Bình thường cho bò nghe nhạc, uống bia đã là sang xịn lắm rồi. Nhưng có một chú bò ở Ấn Độ còn sở hữu đặc quyền hơn khi được cho uống rượu whisky để ngủ ngon. Và đây cũng là chú bò đắt nhất trên thế giới khi có giá là 210 triệu rupee, tương đương là khoảng 70 tỷ đồng. Thưa quý vị khán giả, ở Ấn Độ thì hầu hết người dân là theo đạo Hindu, nên những người này coi bò là vị thần của họ và họ tin vào luân hồi, nên nhiều người hy vọng sẽ trở thành một con bò sau khi đầu thai. Nông thôn chuyển động ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với mảnh đất Tây Nguyên, đến với những ngôi nhà dài, những ngôi nhà lớn, nét đặc trưng của chế độ mẫu hệ. Nhà dài thì không chỉ là không gian sống mà còn là nơi gắn kết những thế hệ ở trong dòng tộc. Có một điểm rất đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ với anh Hoàng cũng như là quý vị khán giả là ở Tây Nguyên ạ, khi mà người con gái lấy chồng thì căn nhà được nối dài để làm nơi ở cho đôi vợ chồng mới. Rồi đến đời cháu gái thì ngôi nhà lại tiếp tục nối như vậy. Cứ như thế thì ngôi nhà sẽ dài ra và mãi che chở cho cuộc sống của nhiều thế hệ ở đây. Trong không gian ấy thì đêm đêm cả đại gia đình sẽ quây quần sum họp bên bếp lửa. Đàn bà con gái thì dệt vải thêu thùa, còn đàn ông thì sẽ sửa lại cái cày, cái cuốc. Người già thì sẽ kể lại sử thi, đọc truyện thơ cho con trẻ ạ. Vâng, chính bởi những điều mà chị Tú Anh vừa chia sẻ thì người Tây Nguyên có một cái huyền thoại rằng mỗi ngôi nhà dài được ví như là một tiếng chiêng ngân vậy. Trong không gian ấy thì các lễ nghi, tập tục của người dân nơi đây được thể hiện trọn vẹn như hồn cốt đại ngàn của dân tộc này. Tại Lâm Đồng, nhà dài của gia đình bà Kazit tại Bon Bê Đăng, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm là một minh chứng sinh động về tấm lòng của người phụ nữ dân tộc Mạ này, giữ nhà dài để nuôi chiêng, nuôi ché. Bà Kazit năm nay đã qua 64 mùa rẫy ở Buôn Bơ Đăng. Bà chính là chủ nhân ngôi nhà dài duy nhất của người Mạ ở vùng đất Nam Tây Nguyên. Cũng không nhớ nổi ngôi nhà này đã làm từ lúc nào. Trong trí nhớ của bà, chỉ biết rằng từ khi khăn gói theo chồng về đây, thì ngôi nhà dài đã có từ rất lâu. Từ đó cho tới nay, các thế hệ trong dòng tộc cứ tiếp nối nhau sinh sống tại đây. Bếp lửa nhà dài vì thế chưa khi nào tắt lửa. Rất là nhà ông già bà nội, bữa nay là nhà tiền thân, là con cháu phải giữ, là con bà già cũng giữ, nhà này không có bỏ. Với người Tây Nguyên, chiếc chiêng, chiếc ché còn linh thiêng hơn cả tài sản. Nó là linh hồn của núi, là bổn mạng của người chết lẫn người sống. Chiêng ché được đặt tại nơi tôn nghiêm nhất của nhà dài. Xưa ở miền đất Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, có hàng chục nóc nhà dài. Cuộc sống dần thay đổi nên nhà dài mất dần, đồng nghĩa chiêng ché cổ cũng dần dần rời buôn làng người Mạ. Chỉ còn lại ngôi nhà dài của bà Kazit tồn tại cho đến hôm nay. Nhà dài này để lại. Để nó mới con cháu của dân tộc Mạ là mình không bỏ được, là để là tập trung lại cái chế, cái trình, cái chiến. Là có khi mình cung bái này kia là cung là lễ hội là mình tập trung ở đây. Do mình làm ở nhà chơi coi như là người ta nó bỏ không có chết trong nhà, không bớt là bỏ ngoài thì mình nó mất nhiều đó. Nhà bà Kazit hiện vẫn lưu giữ trên 120 chiếc ché. Có những chiếc ché cổ gần cả trăm tuổi, rất có giá trị, và ba bộ chiêng với trên 30 chiếc. Nhà dài với cộng đồng người Mạ nơi đây không chỉ đơn thuần là không gian sinh sống hàng ngày. Ở đó luôn diễn ra các lễ nghi, sinh hoạt đậm chất văn hóa của dân tộc mình. Qua cái nhà dài này thì cũng giáo dục cho thế hệ sau này cũng nên cố gắng gìn giữ, và nếu có điều kiện thì chúng ta nên phát huy làm thêm những cái nhà dài mới để giữ lại cái truyền thống và cái bản sắc sắc đẹp của dân tộc cho Mạ. Chiều, bà Kazit khơi ngọn lửa hồng, bữa tối cho cả gia đình đã được chuẩn bị. Nếp nhà dài của người Mạ trong khói chiều vương vấn. Bên ché rượu cần quây quần ấm cúng, già Ca Diệp nhắn nhủ mọi người nuôi cái nhà dài. Mai này, con cháu người Mạ nơi núi rừng Tây Nguyên sẽ ngày một ấm no, thịnh vượng. Hôm nay đã là ngày mùng 6 Tết rồi và sau ngày hôm nay thôi thì chắc hẳn là mọi người sẽ cùng quay trở lại với công việc. Vào những ngày lễ Tết, không khí lễ hội làm cho chúng ta quên đi những chế độ ăn kiêng và đôi khi thì sẽ hơi quá chén, hơi lỡ mồm với những cái món ăn rất là thơm ngon, rất là nhiều chất đúng không ạ?
Vâng, chính vì thế mà sau Tết thì tàn dư các chất không tốt cho sức khỏe con người còn khá nhiều trong cơ thể của chúng ta. Đặc biệt hại cho gan, này, ảnh hưởng đến các hoạt động tiêu hóa, sinh hoạt hàng ngày. Nghe thì có vẻ rất lớn lao, nhưng chỉ cần chế độ ăn uống cũng đủ để bạn cân bằng lại chúng, giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn để quay trở lại công việc và cuộc sống hàng ngày. Và cách tốt nhất để phương pháp detox đạt được một cái hiệu quả cao nhất đó chính là kết hợp các loại thực phẩm tự nhiên vào những cái chế độ ăn hàng ngày của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc là bạn sẽ làm sạch gan cũng như là các cơ quan khác bên trong cơ thể mỗi ngày chỉ bằng những thực phẩm lành mạnh và giúp thanh lọc cơ thể. Ngay từ hôm nay, chúng ta hãy cùng detox lại cơ thể với 5 bí quyết sau đây. Nguyên liệu đầu tiên đó chính là quả táo. Chất xơ bên trong táo giúp loại bỏ kim loại, các chất phụ gia thực phẩm tích tụ trong cơ thể suốt thời gian Tết đến xuân về. Ăn táo hiệu quả nhất là khi bạn ăn tươi, không qua chế biến hoặc để lâu ngày, ăn được vỏ thì càng tốt với điều kiện phải được rửa thật sạch. Thực phẩm thứ hai phải kể đến chính là bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ xanh. Bông cải xanh làm tăng glutathione, chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa thiệt hại đến các thành phần quan trọng của tế bào do các loại chất chống oxy hóa như các gốc tự do, kim loại nặng, giúp gan biến đổi độc tố thành dạng khác, dễ dàng loại bỏ hơn. Tiếp theo chính là quả bơ. Loại trái cây này cung cấp glutathione trực tiếp cho cơ thể, detox các hóa chất tổng hợp. Thêm một loại gia vị yêu thích của rất nhiều người châu Á đó là gừng. Gừng giúp làm tăng sự trao đổi chất của cơ thể cực kỳ tốt, chuyển hóa chất gây hại và hỗ trợ cực kỳ tốt cho chức năng gan. Loại gia vị này còn rất dễ sử dụng. Nếu có thể, bạn hãy dùng thêm dứa trong những ngày sắp tới để detox lại cơ thể. Vì dứa chứa bromelain, một enzyme tiêu hóa giúp làm sạch ruột già, chứa nhiều vitamin C hơn cam, giữ hệ thống miễn dịch luôn ở trạng thái khỏe mạnh. Hy vọng là với 5 bí quyết đơn giản vừa rồi thì quý vị và các bạn có thể nhanh chóng loại bỏ các chất gây hại trong cơ thể của mình sau quá trình ăn uống đã tích tụ lại trong suốt một kỳ nghỉ lễ rất dài vừa qua. Bên cạnh các lưu ý về ăn uống và dinh dưỡng thì cũng hãy lưu ý rằng là phải kết hợp với việc là tập luyện thể dục hàng ngày nữa. Và đừng quên là khi quay trở lại với thành phố, quay trở lại với công việc thì quý vị và các bạn cũng đừng quên những cái biện pháp để phòng chống nguy cơ dịch bệnh COVID-19. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình với tiểu mục Blog du lịch để khám phá lễ hội chơi xuân rất nổi tiếng của đồng bào dân tộc Hơ Mông tại Sapa, Lào Cai. Đó là lễ hội gì? Ngay bây giờ hãy đến với biên tập viên Huy Hoàng. Lễ hội Gầu Tàu là lễ hội lớn nhất, đông người tham gia nhất, được coi là lễ hội tiêu biểu và đặc sắc nhất của người Mông, thu hút rất nhiều người tham gia và tham quan tại Sapa. Đặc biệt tại đây, quý vị sẽ được chứng kiến, thậm chí là trải nghiệm những trò chơi dân gian thú vị của đồng bào dân tộc Mông như là thi bắn nỏ, này, thi đấu võ, hát giao duyên hay là múa khèn. Những người không tham gia thì đứng ngoài vỗ tay reo hò cổ vũ, làm không khí của lễ hội trở nên nhộn nhịp hơn, hào hứng hơn và không kém phần hồi hộp. Và không để quý vị chờ đợi lâu, hãy cùng chúng tôi đến với Sapa, Lào Cai để tìm hiểu về lễ hội độc đáo này. Khi những cánh hoa đào bung nở, khi những chiếc váy xòe rực rỡ khắp núi rừng, ấy là lúc lễ hội của người Mông được diễn ra. Gầu Tàu là lễ hội quan trọng nhất, có quy mô cộng đồng diễn ra trong tháng riêng và theo lịch Tết của người Mông. Thông thường khi một gia đình người Mông không có con, ít con, hoặc sinh con một bề, hay có người ốm đau hoặc làm ăn không tốt, họ sẽ lên đồi Gầu Tàu khấn xin thần linh ban cho con cái, cầu xin sức khỏe hay làm ăn thuận lợi. Khi lời cầu khấn trở thành hiện thực, họ làm lễ Gầu Tàu để tạ ơn thần linh. Bây giờ, hiện tại bây giờ là nhà nước là hỗ trợ cho kinh phí mà mình tổ chức làm, thì mình làm cái này thì mình phải chuẩn bị trước để là đồ trò chơi, làm cái đu này, cái leo này, cái cục hị này. Cây nêu luôn là biểu tượng chính trong lễ hội Gầu Tàu của người Mông. Nó gắn liền với sự linh thiêng, do vậy cây nêu luôn được chọn rất cẩn thận. Phải là những cây thẳng, không bị sâu, không bị cùn ngọn. Đặc biệt là không chọn cây đổ. Khi chặt cây, người chủ cúng hoặc chủ nhà phải thắp hương cầu khấn các vị thần để xin chặt cây, sau đó mới được chặt. Khi chặt, không được để cây đổ xuống đất, hướng của ngọn cây phải ngả về hướng đông. Trên đường khiêng về đem đi chôn cũng không được đặt cây xuống đất hoặc người khác bước qua. Ý nghĩa thì vẫn là tạ ơn trời đất, thần linh, cầu mong sức khỏe, bình an và mùa màng bội thu trong một năm mới. Sau phần lễ chính đến phần hội, với nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa độc đáo như múa khèn, múa sinh tiền, múa gậy, thi bắn nỏ, thi đấu võ, hát giao duyên. Trong các hoạt động thi múa khèn, biểu diễn võ thuật,
hay trò chơi bịt mắt bắt lợn là các hoạt động sôi nổi và hào hứng nhất. Găng chàng trai thỏa sức biểu diễn, khoe tài của mình. Những người không tham gia thì đứng ngoài vỗ tay, reo hò, cổ vũ, làm không khí của lễ hội trở nên nhộn nhịp, hào hứng và không kém phần hồi hộp. Trò chơi này là năm nào cũng thu hút như vậy. Mọi người, mọi trẻ con với là người lớn thích xem, khó hơn cả gà vịt. Bắt lợn nó rất khó. Bắt lợn mình phải giữ nó khoảng bê lên thì mình mới gọi là bắt được. Chứ còn mình sờ chỉ sờ qua thôi cũng không phải bắt. Đến với lễ hội, trai gái đã có vợ, có chồng, họ đều được tự do đi tìm bạn tình của mình mà không bị sự ràng buộc. Mọi người được rũ bỏ mọi luật lệ đời thường để tự do sống trong không khí của lễ hội. Lễ hội thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày rồi kết thúc. Mọi người trở lại về với cuộc sống đời thường. Nhưng dư âm của lễ hội vẫn còn vang vọng mãi trong tâm tưởng của những người tham dự lễ hội. Vâng, lễ hội Gầu Tàu thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày rồi kết thúc. Mọi người lại trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng dư âm của lễ hội thì vẫn còn vang vọng mãi trong tâm tưởng của những người dự lễ hội. Lễ hội Gầu Tàu là lễ hội lớn nhất và có quy mô cộng đồng duy nhất gắn với đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng người Mông. Lễ hội Gầu Tàu của người Mông ở Lào Cai đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và hy vọng với sự yêu thích lễ hội của đông đảo du khách cũng như đồng bào Hơ Mông, lễ hội sẽ tiếp tục được truyền lửa và gìn giữ lâu dài hơn nữa.